Có gì nè, anh hai anh để luôn à. Rồi em xin chào các chú anh chị. Nay em có lên clip mai đặc biệt là mai dạo ghim từ hột lên mà dạo Thủ Đức, đặc biệt là bông thơm. Đó, để giao lưu tới cô chú anh chị. Chương trình phí ship em là miễn, có ship toàn quát luôn, ship luôn chậu luôn, là cây thần chậu, cây chắc ăn chăm chăm sống luôn. Đó. À, em tin qua ở thị trấn A6 cô chú anh chị nữa, em bán là 3-4 năm nay là hàng chất lượng ISO luôn. À, bước đầu tiên vô là cái em số 1. Đó, cho của chú anh chị mình xem bông thực tế. Đó, rồi bên này luôn. Đó, gặp nó mấy chín nè, hơn chục luôn, rồi bông chanh luôn, bông chanh luôn. Nó thực tế nha của chú anh chị, nó là bán hàng VIP nha của chú anh chị, hàng đặc biệt luôn. Của chú anh chị mình mua về làm ăn mà lên bơi phới mà trúng đặc biệt luôn. Ai muốn tiền nhiều thì trúng đặc biệt. Mua vé trúng vé, mua 10 vé trúng 10 vé. Có mua là có trúng. Có mua có trúng, không mua là không có trúng. Là số ngay mới trúng, số không ngay là không trúng. Rồi, hoàn thân là 30. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 130. Đó, cái mai đặc biệt này là cây số 1. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.500.000. Đó, miễn có ship, ship luôn chậu tới nhà luôn. Rồi tới cây mã số 2. Góc chà bá luôn. Góc chà bá luôn. Trời, trời, trời. Cái này nó gần nở. Trời nãy giờ anh hai không tạo nở cho nó. Cây này bao của chú anh chị nhiều cánh luôn. Cái này à, là cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cây này ba của chú anh chị mình 8, 9 cánh luôn nè. Nó mới búp búp nè cô chú anh chị. Mà nó cái một nụi gì nè. Đó. Còn cái nụ như cúc thương nè. Đó. Cây này bao bông đẹp luôn. À, đó, anh lặt anh nếm cây này cái nhiêu cánh coi. Hồi làm bằng trứng trước tòa. Rồi cây này cây số 2. Trời, u nu hiền mũi ha. U nu hiền mũi nha. Ngay đây là 39. Đấy đó, trên này của chú anh chị ơi. Trên này mới đúng chưa tỉnh nè. Ngay chăng đây là 33, yếu tính 32 nè. Đó, hoành 32. Cành chi sắp quá đã luôn. Chiều cao là 1m7. Tán ngang 1m5. Nhiêu cánh rồi anh? Rồi, 10 cánh. Nó là bên kia là trình chứ trước tòa là cây này là 10 cánh. À, rồi, cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu. Nó miễn có ship tới nhà luôn, ship luôn chậu luôn. Rồi. Thì em bán bông thực tế cô chú anh chị mình, em bán là cũng chủ yếu là vì đam mê thôi mà bán giữ uy tín. Đó. Rồi, cây mã số 3. Đó. Cái này em bo tàn sẵn rồi, cô chú chị mình khỏi bo, nó dữ lắm, nó sình sàng dữ lắm, em bo cho gì nè. Sình sàng. Ừ. Đó, coi bông thực tế kìa. Đó, bên này là 369. Bao nhiêu? 7. Ừ. À, 7, cái này từ 7 đến 9 cho lên nè. Đó, cái đó chính đó. 9 ha. Ừ. Đó, hàng chất lượng của chú anh chị. Rồi này, uống nuôi hiền muội luôn. À, quần thăng ở đây đo hơi khó ăn chút, đo dưới nhánh mới được. Mười, để cái bên này mấy? 25. Chiều cao là 129. Tán ngang là 96.
Cái mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000, miễn có ship toàn quốc luôn, ship luôn chậu ngay cô chú anh chị. Mà nhưng mà em quay rồi em phải rút bông hết trơn ngay cô chú anh chị. Khoảng chừng vài ngày nữa là lá nó xum xê. Có thể là em ship tới cô chú anh chị mình là lá xum xê luôn. Vậy đó. Trong vòng chừng 7 ngày nữa là lá xum xê rồi. Đó, nhưng mà cái clip này là em quay chắc cũng có từ 4 đến 5 ngày em mới phát lên. Đó, tới tiếp theo là cây số 4. Đó. Cành chi tối u luôn. Có đế luôn. Có rễ luôn. Rồi thông số luôn. Uống nu luôn. Hoành thân đây đây là 29. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 138. Đó, bông thực tế cô chú anh chị có cái bông cho anh. Ở đây 3, 6, 8 cánh. Đó. Cái này 7, 8, 9 nè. Từ 7, 8, 9. Bông thực tế của chú anh chị mình thấy chất lượng rồi. Rồi, cái mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 3 triệu. Đó, là em miễn có ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Đó, chút xíu em quay rồi là em lặt bông hết. Lặt bông ra rồi khoảng có chừng tầng nữa là nó lên lá xum xê hết luôn. Ship tới của chú anh chị mình lá xum xê hết. Bông thực tế nè, có cái bông nè, bông mấy cánh nè. 3 6 7 cánh. Đó, nó mới nở bông 7 cánh là chắc được 7 cho lên, nó không có 7 dư đâu. Đó, cây nào cây nấy uống nụ cho nè. Rồi thông số luôn. Này uống lắm mà uống nè. Hoành thân là 32. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 1,4 m. Cái mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu. Đó, em miễn có ship tới nhà luôn, ship luôn chậu cô chú anh chị. Là nguyên cái lô mày này là em nói chung với mấy cái clip kia nghe cô chú anh chị là vẫn là giả bông thơm mới nghe cô chú anh chị. Đó. Giáo số Đức, giáo Yên từ học lên luôn. Đó không à. Thơm phức luôn. Đó, cái này 6. Cái này 7. Ở đây là em thấy 6 7 ở đây 3 6 10. Nè, cái này 10 cánh nè. 18 nè. Ừ, thực tế này 10 cánh nè, 3 3 6 10 cánh nè. Đó. Nó héo á. Thực tế bông vậy của chú anh chị, cái này em quay rồi, cái mướn người ta hoặc là ở nhà gì có người đó, cái em lặt lá hết, ở lặt bông hết là khoảng có 5 ngày sau em phát lên là lá xum xê luôn. Đó, hoành thân 30 yếu tính 29. Chiều cao là 1, cái này có 2 m. Tán ngang là 1,4 m. Cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.500.000, đó miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 7. Đó, cái này cũng giữ gần nha cô chú anh chị. Tại nền nó nghiêng chứ cây không nghiêng, cô anh chị một cốt vuốt này nha cô chú anh chị. Giữ lắm cây này nha cô chú anh chị. Đó, cây này ở đây thực tế đây là 5, bông này là 6. Đó. Ở thực tế đây là 5. 5 5 với 6. Mà bông trà bá luôn. Cành chi ok luôn. Có đế luôn. Tại vì này nở chưa hết. Mới nở hai bông rồi gặp bông 5 bông 6. Nó có làm sao nó vậy? Rồi cái này nó cũng nách nách xuống. Hoành 30, vừa yếu một tí tính 29 đi. Nó ăn 100. Chiều cao này là khoảng cỡ 2,5 m. Tán ngang này là khoảng cỡ 1,70 m. Cây mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 3.800.000. Đó, miễn có ship toàn quốc luôn, ship luôn chậu tới nhà của chú anh chị mình luôn. Nó chơi lớn luôn. Bán gì đam mê luôn. Rồi tới cây mã số 8. Cái này giữ nha.
giữ nghe, một cục nghe, nó nằm dưới một đống luôn. Đặc biệt là bông thơm của chú anh chị, cà trực tiếp bông gan thực tế cho chú anh chị mình coi thực tế. Đây cái đó là chín hả, 369 nè, còn đây 367, này từ 779 nè, này 79 có thể là nó ra đẹp đẹp 12 luôn á. Cái một nồi luôn nè của chú anh chị. Đó, cái nồi này nè. Nồi dữ lắm cái nồi nha. Ồ. Đó nồi trời coi. Về mua cái này về nở nồi luôn. Không, cho tới trong này đi không ra đó. Cái nồi này là 50. Đó trên. Trên đây là 30. Dữ nghe. Chiều cao là 1m7, tá ngang 1m5. Đó, bông thực tế đẹp mấy cô chú anh chị. Cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu, nó miễn có ship toàn quốc luôn. Đó, là ship luôn chậu nghe cô chú anh chị. Trong mũ về kìa cô chú anh chị mình thay để bao sống của chú anh chị mình luôn. Đó, hàng chất lượng gì còn gì đòi hỏi gì nữa. Rồi, tới cây mã số 9. Xa, cái này sao nó chưa nở bông nào trời. Đủ đầy trên. Rồi bán thậm cây đi. Thì cúng chung lô á. Rồi. Hoành thân là 29 vừa yếu tính 28 luôn. Chiều cao là 1m7. Tán ngang là 130. Cây mã số 9 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.600.000. Đó, miễn có ship toàn quốc luôn. Là ship luôn chậu nghe cô chú anh chị. Đó, u nu hàng mũi. Này em bo vô hết rồi chứ chiều dài nó có dữ lắm. Có 2 thước ngoài 3 thước à. Rồi, tới cây mã số 10. Cây này cũng hình con gì đây? Quái thú. Quái thú nha, có 2 giò trước, 2 giò sau luôn. Bông thực tế anh. Này 368. Này 368. 369. Đó, có 9 đó. Đó, thực tế bông này 9 nè. À. 3 nè, 6 nè, 9. Rồi đo con ếch này luôn. Hoành đây là 28. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 130. Cái mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.500.000. Nó miễn có ship toàn quốc luôn. Quá trời bông chuẩn luôn nha cô chú anh chị. Kỳ vậy. Nó bị gớt. Nó không có ngay cái khắc. Rồi, tới cây số 11, con cầy trắng phao. Quá trời bông đẹp, đặc biệt là giáo thơm nha cô chú anh chị. Đó, bông thực tế nè cô chú anh chị. À, cho coi bông thực tế đi. Anh điểm mình ra mấy à? Ở đây là 3, 6, 9, 11. 3, 6, 8, 8, 9, 11. 8, 9, ha. 8, 9, bên đây có 11. 3, 6, 9, 10. Nè, cái chùm này nè, chùm này 10, 11 không nè. Đó. Cho thực tế của chú anh chị mình. À, cũng có rễ nha. Hoành thân ở đây là 34. Chiều cao đây là khoảng có 1m9. Tá ngang là 1m5. Cây mã số 11 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu. Đó. Em miễn có ship toàn quốc luôn. Đó, giảm Thủ Đức mà đặc biệt bông thơm nghe cô chú anh chị. Đó, bông 8, 9, 11 gì không nghe cô chú anh chị. Rồi, tới cây mã số 12. Đó. Quá trời cái nụ nó bự ra chậu con chó còn chết. Nó bông thực tế đi. Thực tế nó nhiêu là bao nhiêu.
này 36 37 rồi, này 67. Này 37 mà bông rất đẹp luôn. Hoành thân 30 mà vừa yếu một tí, tính 29 luôn. Chiều cao là 1m7, tán ngang 1m5. Đó, cây mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.600.000. Đó, miễn có ship toàn quốc luôn, ship luôn chậu tới nhà luôn. Rồi tới cây số 13. Đó. Cái này lùng lực à, ú nu hàng mũi nha. Cây số 13. Cái này sao nó búp búp mà nó chưa nở trời. Thì chắc nó là 5, 6, 7, 9, 12 rồi. Cái này dữ lắm đã nha. Ừ. Quá dày luôn. Nó cái quần em đo ở đây nè. Chưa lộn mép đây nè. 32. Chiều cao là 1m5, tán ngang 1m5. Ú nu hiền muội luôn. Rồi cây mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.000.000, nó miễn có ship toàn quốc luôn. Ship luôn chậu luôn. Rồi cây số 14. Đó. Quá đẹp luôn. Đó, bông thực tế đây. Kìa kìa chỗ tay kìa, chỗ tay đó kìa. Đó. 7 luôn. Ừ, 7 mở bự gì trời. Đây nè, bên đây 2 4 6 8 cánh. Ừ, mở bự gì đó. Chống mặt nè, mày 7 8 à. Quá trời đẹp luôn. Nhìn nó nở nghe. Rồi đây đi. Bà thân ở đây là 22. Chiều cao 1m5. Tán ngang 117. Cái mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Đó, miễn ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 15. À, một cốc vuốt cành chi tẹt không. Rồi thực tế. À. Cái trên đó. Chắc... 10 cánh à, 10 cánh. 10. 7 8 9 10. Trời có u cái đít nha. Đít hay dảnh ha. À, dảnh dảnh cho đít. Làm cái gì dảnh dảnh cho đít. Rồi, hoành đây là 26 vừa yếu tính 25 luôn. Chiều cao là 1m6. Tá ngang là 90. Nó em bo là gì là nữa ha, nó ra một đợt đọt gì ha, là những cái thông vậy đẹp lắm. Rồi cái số 15 này em giao lưu cô chú anh chị mình là 2.200.000. Rồi tới cây số 16. Hụp hụp đâu nha. Đó, mini, bông thực tế. Có vỏ. Có vỏ. 8. 8. Ừ, trên 8 luôn. Cái bông này giữ à, đây à. 3. 6 9. Đó, 8 9 8 9. Có vỏ. Có vỏ. Hoành 20. Chiều cao 1m5. Tán ngang là 110. Đó, cây mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Miễn ship toàn quốc luôn, một cây bay bông giảo thơm. Rồi, tới cây số 17. Đó. Vẫn là một cây mai giảo bông thơm luôn. Vàng nghệ luôn. Cái này chắc 7, 8, 9 quá. 7, 8, 9. Cái này 3, 6, 8. 7, 8, 9 ha. Này 7, 8, 9.
Ồ, cái sánh 7-8-9. Dẫn hoài cái bông trên này không mười mới sợ. Mười mấy luôn. Đếm nè. 3 nè. 6 nè. 8-9. Rồi, 9. Thực tế luôn nè. Đếm mà phải cho bà con coi luôn. Sợ mười luôn mà đếm 9 á. 3 6 mười luôn. Mười luôn. Nè. Trời ơi trời. Rồi 7-8-9-10 luôn á. Sánh. 7-8-9-10 lụm 2 lụm 2. Lụm 2. 27. Yếu một tí vừa chỉ mí. Rồi chiều cao 1m7, tán ngang 1m17, cây mã số 17, giá 2 triệu. Ai biết nó trùng ai biết. Rồi cây mã số 18 mini, nhỏ có vỏ. Như cây này 5 cánh là bán chỉ có là vài trăm ngàn nghe cô chú anh chị. Tại cái giả bông thơm nó dĩ nghe cô chú anh chị. Cái này 5 cánh là nhẹ gì cũng có 1 triệu 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 2. Hoành 21. Nếu hoành 21 là có 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 3. Rồi chiều cao là 137. Tiền nào của đó. Tá ngang là 100. Đó, cây 18 năm giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi. Tới cây số 19. Má bông thực tế. Đó chắc 7. 8 8 cái bông này giữ nè. Hai lớp nha. 8 chắc là 89 à. Trên 9 nè. 3 6 9 9. 89 nó chơi thực tế vậy của chú anh chị mình luôn. Khỏi sao bị lầm. Để mua thầm về một cây nó tối ngày lo âu hoài không biết có bao nhiêu cánh. Có đế nè. Hay lỡ 5 cánh chờ hẻ dục cây mai luôn. Hoành thăng 25. Chiều cao 1m5. Tán ngang là 120. Đó, cây mã số 19 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu. Nó miễn có ship toàn quốc luôn. Ship luôn chậu luôn nghe cô chú anh chị. Rồi, tới cây mã số 20. Đó, cây 20 vẫn là một cây mai giảo Thủ Đức giảo bông thơm nghe cô chú anh chị. Đó, chương trình phí ship là miễn có ship toàn quốc luôn. Đó. À, của em mà bắt bán mặt hàng mặt bông là thực tế. Đó, em vừa quay gọi là em lặt lá là mai lặt bông là mai mốt nó lá nó ra mịt trời luôn. Đó, cái này 89 nè. 369. Ừ. Cô chú anh chị này muốn mua hàng chất lượng. ISO đây. À, hoành 26. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m16. Cây mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Nó miễn có ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị, là ship luôn chậu nghe cô chú anh chị. Cũng là cuối clip em xin chào cô chú anh chị, hẹn tạm biệt gặp lại lần sau. Rồi.